Mình xin chào tất cả những ai đang theo dõi video của mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái cách mổ, những bước cơ bản khi mổ một con heo. Anh em nào mà đã biết rồi thì bỏ qua video giúp mình. Ai có cách nào đó mà nó hay hơn, hữu ích hơn, hiệu quả hơn thì chia sẻ để cho anh em mọi người cùng tham khảo nhé. Trên này thì mình sẽ hướng dẫn cho những ai chưa biết, thì sẽ chỉ cho mọi người cái cách mổ như thế nào. Thì đây, như mình thì sẽ treo ngược con heo lên như thế này. Mình sẽ dùng cái ba năng bằng điện nhé. Hồi xưa thì mình có dùng bằng kéo tay thì nó ồn quá thì mình sẽ đổi sang điện. Cái này thì nó cũng rẻ thôi, nó khoảng 1 triệu mấy tới 2 triệu thôi, không mắc mà làm nó rất là tiện. Một mình thì mổ nó cũng dễ, làm thao tác nó dễ hơn là mình để nằm ở dưới đất đó. Khi mình treo lên như thế này á, khi mình làm lông sạch sẽ xong mình treo lên, mình rửa ráy, mình xịt rửa rồi mình lấy lam mình cạo, nói chung là chỗ nào còn sót lông lá rồi mình làm rất là sạch, nó dễ làm lắm. Không có để ở dưới thì nhiều khi một người á thì mình mổ thì con heo nó vật qua vật lại, nó rất là khó. Đôi khi một tay làm một tay phải giữ. Đó, nó khó là như vậy. Thì đây, như con heo của mình đây, như mọi người thấy ấy, thì mình cũng đã cạo lông sạch để mình đưa gần máy lại cho mọi người cùng xem nhé. Thì nó không còn sót tới một cọng lông nào. Đại khái là cái chân này, móng giò này tí nữa mình sẽ cắt ra và mình thôi, và mình bóc cái móng đó đi. Rồi các cái kẽ kia thì mình dùng lam mình cạo nó. Đó, những cái đó thì mình luồn nách dao nó vô không được thì mình sẽ dùng dao lam nó nhỏ. Còn đây này, tất cả những cái lông tơ, lông mịn rồi mình cạo, mình treo lên như thế này đó, mình cạo nó rất là sạch. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em mổ như thế nào nhé. Ở đây trên này thì sẽ có hai cách. Một cách là mình có thể mình sẽ mổ ở ở dưới phần cổ lên nhá. Mọi người có thể bỏ đầu hoặc để đầu giống như chỗ khác, nhưng mình thì bỏ đầu. Hoặc là mình sẽ mổ từ dưới mông mổ lên, tức là dưới bụng mổ lên, hoặc là mổ trên ức mổ xuống, thì nó sẽ có hai cách. Thì cái cách này thì chỉ có hữu ích khi mình mổ ở trên xuống, tức là mình treo phần mông con heo ngược lên mổ xuống. Còn nếu mà mình để nằm ở dưới đất hoặc dưới bàn á, thì mình có thể mổ ngược, mổ xuôi đều được. Đây thì ở trên này, như mọi người thấy, con heo này nó heo đực, mà con heo này nó 122 kg thôi. Thì heo đực hay heo cái thì nó sẽ có hai hàng vú hai bên nhé. Đó, mọi người cứ căn vào giữa đó mình xẻ thôi. Mình sẽ tiến hành mình làm để cho mọi người xem luôn. Một mình vừa làm vừa quay cho nên là nó hơi khó một xíu. Người xem video thông cảm giúp mình nhá. Ai chưa hiểu chỗ nào thì cứ thả bình luận ở bên dưới giúp mình. Mọi người thông cảm vì mình quay xa thì nó lấy được nguyên nguyên con heo, nhưng mà nó lại xa quá mình nhìn không kỹ, mà lấy gần á, thì nó lại không lấy hết được. Với lại mình cũng che bớt cái phần dưới đi, tại vì mình treo con heo ngược lên như vậy chảy xuống dưới á, vào giữa cái đường hai bên vú đấy, mình giữa cái háng đó mình xẻ. Con heo đực thì nó có cái gân ở giữa đây nhá, mình cắt đi nhá, cái đó là gọi cái chim đó. Đấy, ở giữa này thì mình sẽ chẻ, mình mổ ra cái lớp da ra bên trong, thì nó sẽ có hai bên, sẽ có hai cái cục thịt nó nằm hai bên, tức là nó dính vào nhau nhưng mà nó vẫn chia tách thành hai bên. Thì mỗi bên nó sẽ nằm ở cái đầu đuôi của cái ba chỉ đó, mình căn vào giữa đó mình xẻ. Đó, mình xẻ tới cái xương này, mọi người để ý nhá, xẻ tới cái xương này. Mình dùng tay mình dùng lực mình ấn mạnh phát là nó xuống, tại vì đó cái phần trắng trắng đó là cái sụn của nó đấy mọi người, chứ không phải là cái xương cứng, cho nên mình cũng không cần thiết phải dùng dao để chặt nhá. Thì dùng con dao mình đang mổ đó, mình đè cái tay mình ấn một phát là nó xuống thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi cắt cái lỗ hậu môn. Đó, mình xẻ đứt cái xương sụn đó, là nó qua phần đằng sau luôn rồi.
nó đứt rồi. Cho nên là mình chỉ cần mình cắt cái hậu môn nữa là nó ra thôi. Rồi cái phần này thì mọi người chẻ dao á, mình siết, có thể phần da thì mình siết mạnh tay một chút, nhưng mà khi mà nó đã qua cái phần da rồi vào trong á thì mọi người nhẹ tay từ từ cẩn thận thôi nhá, không nó bụp vào trong cái ruột là nó bẩn. Mình cứ mổ ra như vậy, mình để một cái lớp màng đó từ từ đã, mình hãy khui nó ra. Thì mình đang còn phải chẻ cái sườn ở dưới ức nó mà. Mọi người có đặt xuống đất ấy thì mổ ngược cái ức kia thì mình cũng phải chẻ bằng dao, mình chẻ ngược chẻ xuôi gì là nó cũng phải chẻ đứt đôi cái đó ra. Đó, những cái chỗ tay mình đang chỉ đó thì mình sẽ chẻ đôi. Thì hôm nay mình sẽ dùng cái máy này để mình cưa nhá, tại vì cái tay mình nó, cái bắp tay của mình nó hơi đau á. Mình cầm dao mình chặt nó rung, nó tê cái tay mình đau, cho nên là bữa nay mình dùng cái máy này. Cái máy này thì nó cũng rẻ thôi, chỉ 500 600 thôi, nhưng mà cưa cũng rất là hiệu quả, hơi lâu một chút nhưng mà được cái là nó cũng đỡ ổn. Đó, mình cứ dao cũng vậy, mình cứ dùng cái mũi dao mình chẻ đôi cái đó ra, rồi căn vào giữa đó, bổ một đường thẳng lên tới cái cổ luôn, tới cái cổ đó. Máy này thì nó không nhanh bằng con dao đâu, mình làm mình biết mà, nhưng mà được cái là cắt mấy cái xương nhỏ nhỏ mỏng mỏng thì nó rất là hiệu quả, còn đè vào xương đầu xương đồ thì mấy cái xương đó thì hơi chát hơi khó. Đó, cái phần dưới nó có một, cho nên là mình không có đưa cái máy xuống dưới được. Rồi khi mình chẻ ra như vậy rồi á thì mình cái phần lớp màng ở trong mình không cần phải dao đâu. Nói chung là mình xò cái ngón tay mình móc, mình dịch một cái là nó cũng rách ra. Nó mềm lắm. Mình kéo nó xuống thôi. Đó, như vậy này nó ra thôi chứ không có cái gì khó cả. Rất là đơn giản. Người ta bảo là không thầy thì đố mày nằm lên. Nhưng mà như mình xem mọi người á, xem cái video của mình là làm được thôi chứ không cần phải thầy thợ gì cả. Anh em nhanh trí thì 1 2 hôm là làm ok rồi, còn chậm một tí thì cứ luyện, nói chung là chủ yếu là luyện tay. Thì bên dưới mình sẽ hứng cái rổ hoặc cái thau nhé, để mình đỡ cái bộ lòng nó khỏi rơi xuống đất, nó khỏi dính lông. Nói chung là nền của mình nhìn tuy nó đen đen thế thôi, nhưng mà thực ra ngày nào mình làm xong là mình cũng chà rửa sạch sẽ rồi. Đại khái là làm lâu ngày, hàng mấy chục năm, gần gần 20 năm rồi thì cái xi măng thì nó cũng đổi màu, nhưng mà nó không phải là bẩn dơ gì đâu. Trước khi mình đã mổ đi con heo ấy thì mình rửa ráy, mình xịt trên con heo rồi mình xịt nền các thứ rất là sạch rồi, nhưng mà mình cũng sẽ hứng một cái rổ ở dưới hoặc cái thau để mình cho bộ lòng vào đó, để mình bỏ ra một cái vị trí nào đó tí nữa mình làm xong. Đây, như mọi người thấy thôi, khi mình đã mổ ra như vậy, mình kéo cái phần ruột, cuống ruột xuống rồi thì ở bên trong hai bên nó sẽ có một cái lớp thịt mong mỏng đó. Có chỗ thì người ta gọi là cái chặng rừng, chỗ thì gọi là vách ngăn, nhưng mình thì gọi là cái riềm gan hoặc là vách ngăn cũng được. Đó, thì hai bên nó bám theo cái thành sườn nó từ trên xuống dưới. Đó, thì mọi người có thể dùng cái tay mình nột một phát là nó ra, kéo nó ra, nó ra nguyên cả cái tảng mỡ, nó đi theo, nó dính liền với cái tảng mỡ mỡ bụng đó, gọi là cái mỡ lá đó. Thì nó liền với cái đó thì mình cầm tay mình nột thì nó sẽ ra hết cả nguyên tảng luôn. Còn như mình nhá thì mình sẽ cắt ra, không là tí nữa mình nột nguyên tảng như vậy, tí nữa mình mất công mình lại phải tỉa nó ra nữa. Cho nên là mình sẽ tách riêng nó ra. Mình sẽ dùng cái mũi dao nhá, mũi dao mình quẹt hai bên cái là mình kéo nó xuống thôi. Nó rất là dễ, không có cái gì khó cái này cả. Đó, nó cứ theo, nó cứ bám theo cái thành sườn đó, mọi người cứ cắt sát cái xương là được. Đó, như vậy thôi là mình kéo nó ra thôi. Còn anh em mà để ở nằm gì dưới đất ấy, hoặc trên bàn ấy thì con heo nó nằm cái lưng xuống bàn mà, thì mình muốn mổ ở trên phần chỗ cái tay mình đang cắt ấy, phần ngực xuống dưới háng nó ấy,
thì mình lại cầm cái cuống họng đúng không? Mình cầm cuống họng mình cắt xong mình nột ngược từ cuống họng xuống dưới đít đó, nó cũng sẽ có hai cái cách làm như vậy. Còn khi mình treo ngược thì chủ yếu là ở đâu cũng vậy, chỉ cả lò mổ công nghiệp cũng vậy, người ta sẽ treo cái chân sau lên chứ không ai treo cái chân trước này cả. Đây bây giờ mình sẽ nột hai cái màng mỡ lá ra nhá. Đấy. Mình chỉ cần túm tay và mình kéo mình giật nó ra thôi. Còn như lúc nãy ấy, để nguyên cái chặn cái vách ngăn đó mình để nguyên như vậy mình nột cả thì nó ra theo cả cái đó luôn. Nhưng mà mình tách ra như vậy á, tí nữa mình khỏi mất công mình phải cắt nữa. Hai bên đều có cả nhé, hai bên hai miếng như vậy. Đấy, anh em cứ xem video của mình là làm được thôi chứ cũng chẳng có cái gì khó cả. Cái này thì chủ yếu là mình làm lâu, làm vài lần là tự nhiên nó quen tay thôi chứ cũng chẳng có cái gì phải thầy phải thợ ạ. Mình chắc cắt tỉa bớt những cái phần mỡ dư mỡ thừa, những cái nó còn sót lại thì mình cắt đi cho nó khỏi xấu cái miếng thịt của mình nhé. Rồi bên trong thì nó sẽ có hai quả thăn, hai quả thăn nó nằm hai bên đó. Như tay mình đang chỉ hai bên mỗi bên một cái thì mình sẽ dùng dao mình cắt nó ra, thì mình cứ cắt làm sao sát cái sườn cái xương là được, tại vì cái máy quay mình đặt xa ấy, mọi người không không nhìn thấy đó. Mình cứ đưa cái mũi dao vào mình siết làm sao mà nó sát cái xương là được, nó sát cái xương sườn vì một mặt nó nằm úp vào cái xương sườn. Rồi mình cắt xong rồi thì tiếp đến là cái phần bụng, cái mỡ bụng nhé. Cái này thường ấy, thì ở trên con heo cái thì người ta gọi là cái lầm sữa đấy. Thì con heo đực ấy, thì heo cái nó cũng đều như vậy cả. Mình thường là mình cắt bớt những cái đó đi, mình bỏ đi cho nó đẹp cái miếng thịt của mình. Nhiều nơi thì người ta không bỏ, người ta để như vậy luôn. Thì khi mình cắt vào cái miếng ba chỉ mà chia cái miếng ba chỉ ra ấy, thì nó dính cái lớp đó, cái khúc đó nó bẩy nhầy ra nhìn nó xấu lắm, nó không không nó không đáng bao nhiêu nhưng mà nhìn xấu miếng thịt mình cắt bỏ đi. Rồi như phần trong này thì bây giờ mình sẽ chia theo cái trườn phần đùi trước và đùi sau nhá. Ở đùi trước thì ngay chỗ cái sụn đó, chỗ cái tay mình bám đó, chỗ mà lúc mình bắt đầu mình chẻ cái xương đó, mình đưa vào đó mình theo cái đường sườn đó mình siết ngang một cái là cắt đôi cái đó ra, từ cái phần đó ra đằng sau gáy nó thì nó vào cái đùi trước. Rồi khi như vậy rồi xong rồi ấy, mọi người có thể xịt rửa thoải mái, tại vì ở bên trong cái lớp xương lớp thịt ở trong bụng á thì nó còn một cái lớp màng mong mỏng nó gần như cái bọc ni lông á. Thì cái lúc đó mình xịt rửa thoải mái nó không bị ngấm. Còn như trên tay mình đang chỉ cái miếng thịt đùi đó, cái dưới thì nó có một cái lớp màng, nhưng cái phi miếng ở bên trên ấy, thì mình đã cắt cái miếng màng đi rồi, nó nằm sang bên kia đó thì nó nòi cái thịt đó ra rồi. Thì mình xịt nước vào thì tí nữa nó sẽ gọi là cái miếng thịt nó bị ướt, mà nếu mà mình có lau khô đi nữa thì nó bị giống như kiểu nó ngấm nước vào trong ấy, thì dần nó tái miếng thịt rất là nhanh, nó xấu miếng thịt, nên là mình không có đụng nước vào những cái chỗ mà mình đã, đại khái là những chỗ mà mình đã lọc ra rồi. Còn như bình thường như vậy thì mình có thể rửa bên trong thoải mái, nó đang còn cái lớp màng đó. Rồi bây giờ mình sẽ chẻ hai bên ba chỉ ra nhé. Như mình là mình không có tách xương đó, thì mọi người có thể sẽ chẻ đôi ở như chỗ cái tay mình chỉ chỗ cái gù đuôi đó, thì mình sẽ chẻ đôi cái xương cốt nết đó ra xuống tới cổ thì chia thành hai nửa. Còn như mình nhá, mình sẽ chẻ như thế này, mình sẽ chia phần ba chỉ thành hai bên, còn cái cục xương cốt nết kia thì mình để nguyên. Tí nữa mình lọc mình để thịt nhé, mình để thịt sau đó mình sẽ chặt khúc ra xong đó mình bổ ra.
thì cái miếng xương của mình, xương cốt lết của mình nó vẫn là có thịt nhiều nhá, và mình bán với cái giá thì nó cũng gần ngang ngửa với thịt luôn, nó chỉ rẻ hơn khoảng 50 ngàn thôi đó. Còn phần ba chỉ ấy thì trong mình cũng không có tách cái sườn kia ra đâu nhá, cái sườn là nó chỉ có từ cái phần cắt ngang á, từ cái phần xương sụn mà cắt ngang với cái đùi trước á, thì nó có hai bên thì cái sườn đó thôi, còn cái sườn ba chỉ này là mình không có cắt ra, nó bổ hai bên như vậy. Tí nữa mình cứ tách cái thịt cốt lết cũng ra như vậy luôn, nó theo cái miếng ba chỉ. Thì ở sườn sườn không có bán sườn ba chỉ, không có bán sườn non sườn già hết á. Ba chỉ là cứ cắt theo cái đường ba chỉ, một đường một, từ một xương một là cắt đứt ra tới da á, thì nó khoảng 1 ký mỗi đường như vậy, có con to thì hơn 1 ký, thì cứ vậy bán ngang như vậy thôi. Còn nếu mà bỏ cái sườn đó ra mà bán thì cũng được, nhưng mà bán cái sườn kia thì cũng 100 mấy 1 ký, còn cái thịt không có cái sườn á thì cũng 100 mấy 1 ký, nhưng mà đa phần là người ta thích để cái xương như vậy á. Còn á, ví dụ như mà nột cái xương á, lột lột mà bóng luôn á, chích cái đường giống như có mình có cái video hướng dẫn nột á, thì chích cái đường vào thẳng cái sườn á, xong mình nột bỏ cái xương đi, thì cái giá nó lại cao, cái miếng ba chỉ cái giá của nó rất là cao, tại vì cái xương nó nột ra thì bỏ mà, cái xương nó không còn cái gì khi mình nột trắng luôn đó. Mình căn con dao nó thật là thẳng vào, mình cắt làm sao nó thật là chuẩn, thì tí nữa cái miếng ba chỉ của mình nó cũng đẹp, rồi cái phần đùi trước nó cũng đẹp luôn đó. Mình cắt làm sao cho nó thật là chuẩn một tí. Thì bây giờ mình sẽ rớt cái cục cắt ngang nhé, mình lấy dao mình chặt ngang đó, mình chặt ngang mình là nó rớt ra cái hai cái đùi trước rồi, là cái phần đùi trước, còn lại là ở trên là chỉ có phần ba chỉ, hai bên miếng ba chỉ với cái đùi sau thôi đó, chỗ cái tay mình chỉ đó mình sẽ chặt ngang đó. Một mình làm vừa quay nó hơi khó nên chắc mình rớt xuống rồi mình quay lên cho mọi người xem. Đây, như mình đã rớt xuống rồi, mình bổ đôi cái phần cốt nết, cái xương cốt nết ra ấy, thì nó thành hai bên đó, hai bên đó tách ra thì mỗi bên một miếng sườn. Còn ví dụ mình chẻ như vậy này, mình chẻ vào cái cốt nết mà từ đuôi đến cái cuống cổ như thế này á cũng được, chia đôi thành hai bên một nửa. Đấy, tùy nơi thôi. Rồi bây giờ đến cái đùi sau thì cái chân sau thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cắt như thế này. À, nó có một cái xương chữ V như thế này, nó gần như cái chạng ba như thế này đó, đó nó nằm ở chỗ tay mình đó, thì mình sẽ chặt. Nói chung là nếu mà dùng dao ấy thì chỉ cần dùng sức chặt một cái là nó đứt thôi đó, mình cắt như vậy, cắt đứt nó chỗ đó ra. Rồi mọi người có để ý có cái chỗ tay mình cầm là cái miếng thịt đó, là lúc nãy mình mổ đầu tiên ấy, khi mình mổ đứt cái miếng da ra là hai cục thịt đó nằm hai bên, là nó bám vào cái đùi đó, là thịt của ba chỉ đó nó bám vào cái đùi đấy, chỗ cái tay mình cắt là hai bên hai miếng, thì mình cứ chia đôi cái miếng đó ra là chuẩn. Rồi mình cắt cái xương sụn chỗ này ra nhé, nó có cái sụn nhá. Đó, chỉ có như vậy thôi. Mình cắt cái lớp da kia ra nữa, chứ là cắt làm sao cho nó ngang nó chuẩn vào, thì nó đẹp cái miếng thịt của mình, thì nó ra phần ba chỉ, ra ba chỉ rồi, cái đùi sau ra đùi sau, nó chỉ có đơn giản vậy thôi. Đó, chắc video của mình thì cũng đến đây thôi, thì hẹn mọi người trong cái video sau, mình sẽ chia sẻ với mọi người cái cách lọc như thế nào nhé. Còn video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người cách mổ và tách tách đùi trước ra đùi sau và ba chỉ như thế nào. Đấy, mình cắt ngang như thế là nó ra cái phần ba chỉ và đùi trước, cắt
làm sao cho nó thẳng thì nó càng đẹp cái miếng thịt. Rồi video của mình chắc cũng đến đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau của mình nhé. Nếu ai chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Cảm thấy video của mình hữu ích thì like cho mình một lượt, chia sẻ cho mình một lượt. Mình xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.